Yo, chào mừng các bạn đến với buổi talk show của Team DNA. Đây là một cái thể loại video hoàn toàn mới. Và trong cái video này chúng mình sẽ bàn về những cái vấn đề xoay quanh cái bộ môn Weibo nghệ thuật này. Đầu tiên xin mời hai vị sư huynh đây giới thiệu về bản thân mình. À thôi, để mình tự giới thiệu trước. Mình là Neko đến từ Team DNA. Và video này là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Xin ngỏ giờ tạm biệt và hẹn gặp lại. Đúng rồi. Thì mình là Neko và mình đã chơi cái bộ môn này được nhiêu ta? 9 năm. Đâu, để ta tự tính nha. Đâu, tính đi nè. 2011, 2011 cho tới 2021 là 10 năm chứ. Ừ. 10 năm. Ủa vậy anh lên 12 năm hả? Xin mời bạn Akai, bạn có giới thiệu gì về bản thân mình? Thì mình cũng chơi môn này từ năm 2011. Là đến đây cũng được 10 năm hả? 22 10 năm. Anh dệt làm liệu quá. Thì anh chơi bao nhiêu năm ta? Anh chơi năm gì vậy? Bắt đầu năm nào? Tại ảnh chơi trước tao một thời gian, lúc mà tao còn newbie. Lúc mà ảnh còn ấy ấy thì ảnh quay ok rồi. Bữa năm chơi của anh mà anh để cho anh em nhớ là sao anh dệt? Ừ, là sao vậy anh? Vậy mới vui. Để tao nói luôn. Team DNA thì cơ bản các bạn, có nhiều bạn cũng biết và cũng có nhiều bạn không biết. Thì DNA là tên là của anh Zed, là chữ D đúng không? Zed là chữ D. Sao Zed lại là chữ D? Đâu. Lớp cứng à. Lớp nha. Nhưng mà không, các bạn không biết chứ, chữ Zed này là bắt đầu bằng chữ D, là chữ giờ là đi. N là Neko, N ha. Còn A là Akai. Thì DNA đơn giản là tên Weibo của ba người. Ủa sao chứ mày thích với tao khác mà? DLC, Hibo gì mà. Đó là nếu các bạn có hứng thú với bộ môn hóa học thì hãy đến lớp với thầy Hãy Định Ngô. Nhưng mà anyway. Thì đơn giản là tên ba người vậy thôi. Thành lập 2016 nha. 23 tháng 10 2016. Ok. Thì đầu tiên là sẽ chia sẻ cái lý do mà chúng ta đã đến được với cái bộ môn Weibo nghệ thuật này. Đó, đầu tiên thì mới bắt đầu chơi thì chúng ta là trải qua những cái vấn đề gì. Đó, thì xin mời bạn Akai. Bạn có... Ủa sao luôn là tao vậy? Ok, thì nói vậy bắt đầu thì nó cũng không có gì quá là thú vị đâu. Tại vì... anh bắt đầu chơi thì cũng do là có thằng em họ nó tập mấy cái cơ bản thì thấy nó khá hay. Nhưng mà đến lúc mà mình thử thì mình cảm thấy là cái cảm giác, cơ bản là cái cảm giác trên ngón tay kiểu nó thấy nó vui vui, đúng không? Thấy nó khá là giải trí, mình thích cái đó và thêm nữa. Tập được thì đã đúng không? Tập được cái đã mà không phải là cái chuyện thành công trong cái việc là làm được một cái trick nào đó, mà là cái cảm giác trên tay cái thôi gì, là cái thấy gì nó làm trên tay là thấy hay phải không, thấy đã đúng đúng đúng, thấy nó hợp hợp với mình á, hợp hợp với bản thân mình, nên là ok bạn tập thì vui. Rồi và 10 năm trước như vậy thì đến bây giờ vẫn như vậy. Còn anh thì cũng gặp một thằng bạn cũng đang tập Facebook thôi, cả thấy cũng hay hay nên đi theo nó tập theo. Tính ra thì ai cũng có một thằng bạn, không có ai mà tự giác chơi cái trò này hết. Hồi trước làm gì có kiểu internet nhiều mà biết trò này đâu. Em cũng có một cái thằng bạn mới đầu nó rủ chơi cái trò này thì nó nói là kiểu chơi cua gái được các kiểu đó, chơi để mà mình thể hiện xíu. Đâu gì? Gặp cái lúc đó chưa có bồ nữa, nghe giống như là gặp được phù thủy tình yêu vậy. Xong cái được năm cái thằng bạn nó chuyển qua chơi khác, mình kiểu trời ơi cái quân què dí vậy. Kiểu lúc đó cũng sinh hoạt nhiều ở trên các cái diễn đàn nên là cũng không có lệ thuộc bạn nữa. Mình thấy chơi được trò này được phù hợp với những thằng mà kiểu ở nhà hay chơi mình đó, thì mình có một cái gì đó mình giải trí thì nó cũng vui. Thì khi mới bắt đầu chơi cái bộ môn này thì mọi người gặp những cái khó khăn gì? Riêng mình là hồi xưa là cái vấn đề mạng nó cũng khá là căng thẳng. Tại vì hồi xưa là
chủ yếu là xài cái đi cơm 3G đó, cho nên là cũng không có lên được nhiều, ngày chỉ lên được có xíu thôi, coi video là nó nhanh hết tiền, hết tiền sớm là ăn đòn. Với là hồi xưa là trên mạng nó cũng không có clip hướng dẫn bằng tiếng Việt. Nhớ hồi xưa ngày trước là chỉ có một hai cái clip như là cái Teacher Select Bus của anh SSS, với lại một cái anh nào đó mình quên mất cái tên rồi. Thì clip đó với lại clip Palm Spin Fingerless Time Around là nó bằng tiếng Việt, nên là bây giờ mình mới gán làm những cái clip bằng tiếng Việt để cho anh em có những cái tư liệu để mà tập. Anh em đỡ hơn tụi mình ngày xưa và anh em không phải mò mò như tụi mình làm Yeah, đó bạn. thì Nico thì làm nhiều clip rồi, thì ai theo dõi kênh Nico chắc biết là cái nội dung nó làm như thế nào. Tao thấy mấy cái clip ngày xưa mày làm đối với lại người mới nó rất là bổ ích đó, tại vì ngay cả bây giờ lên trên YouTube có kiếm cũng đâu có nhiều nội dung về Webook mà bằng tiếng Việt đâu, đúng không? Đúng rồi, chủ yếu là nó Nhưng làm về những cái kỹ thuật cơ bản là nhiều, với lại kiểu mà mày quay trong lớp mấy cái mà mày kiểu vui vui tay thôi, chứ để chơi thì nó cũng không hẳn là để chơi. Cái cách mà người ta chỉ, người ta truyền đạt á, người ta chỉ cho mày kiểu như là Sonic thì người ta chỉ cho mày kiểu nè, máng cái bút vô cái tay nè, đó cái bật lên như nè, nhưng mà mày tập theo cái kiểu đó thì mày không có ghép combo được. đúng rồi, Đó thì thì kiểu chủ nào yếu cái là được. để cho giải trí trong lớp thôi, chứ cũng không hẳn là để chơi cái bộ môn này. Thì thời gian đầu như mày nói đúng thiệt là rất là hiếm những cái nội dung bằng tiếng Việt, rồi tìm thì đa phần là bằng tiếng Anh đúng không, toàn Đúng là rồi. clip gọi là gì làm chậm bằng tiếng làm chậm rồi tút thì bằng tiếng Anh, mà nhiều khi có những cái trick, những cái nội dung mình muốn học mà nó nói nhiều vãi, không có kiểu không có vô trọng tâm. Kiểu nó nói có mấy dài luôn, kiểu tao thấy hồi xưa có mấy coi thằng mấy cái clip tiếng Anh là tao phải tua, tao tua tới cái chỗ nào mà nó làm á, chứ nó nói tao cũng đâu biết nó nói gì đâu. Đó thì xưa là kiểu thằng nào mà nó có cái đoạn làm chậm á thì được, còn xưa YouTube làm gì có cái vụ mà tua chậm, phải tải về mới đúng tua rồi, được. hồi đó nó chưa có cái chức năng đó. Thì hồi lúc mà YouTube khoảng độ 2011, 2012 thì nó chưa có ra chức năng đó. Hình như cái đó đến khoảng 2016 nó mới bắt đầu có, 2016. Ừ, thì khoảng năm đó mới bắt đầu có cái chức năng tua chậm clip YouTube ngay trên trang web luôn. Tao thấy mày giỏi tiếng Anh mà mày Việt kiều mà mày đừng có xạo. Có một cái vấn đề là ngày xưa là khoảng năm 2011 đúng không? Là gọi là gì? Có máy tính, có YouTube này kia, nhưng mà Mày không cho xài. chưa lúc đó nó, tại vì lúc đó nó chưa có điện thoại, chưa có smartphone, chưa có điện thoại thông minh đúng không? Là có điện thoại mới chịu Nhưng học gì, không có điện thoại là không học gì. mà tao làm một cái trò rất là đỉnh cao, đó là tao chép video quay bút vô trong cái máy Wii, xong rồi tao bật lên TV tao coi. Ghê vậy bạn. Thì Mày mới. đến Ủa giờ sao mày không coi trên máy tính mà mày phải coi trên tivi mày mới tại học vì máy được? tính lúc đó chưa có máy tính riêng, mày hiểu Là không, máy tính kiểu còn là. nhỏ. Máy tính là phải xài chung với người khác này nọ, Ok, thì tức là mày chép lúc chép đó tao vô có máy liền. tính. Chép vô là người ta sẽ biết phải không? Đúng rồi, với lại họ không có được xài nhiều á, cho nên là cũng bất tiện. Vậy nên kiểu mình coi được cái nào mình nhớ, xong rồi mình tự tập trong lúc đi học. Ngày xưa ngồi trong lớp tập cái bay bút xuống đất, riết cái bà cô bả nhìn kiểu nhiều người nhìn hoài, kiểu tại rớt rớt hoài á, Ừ. mà rớt hoài luôn, cho nên là cũng rút kinh nghiệm. Cho nên là muốn trở mình muốn trở thành một cái người quay làm sao để đừng có rớt, để mình đã ồn mới ảnh hưởng người khác. Giờ thời xưa sống cuộc đời như thế nào vậy? Cuộc đời cũng cực khổ lắm chứ. Hồi trước tự nối hai cây thiên long lại với nhau để tập mà. Vì vậy cái con đường tập của anh Việt thời xưa nó có bất chắc cái gì không anh Việt? Xưa thì chủ yếu tự dán keo con voi hai cây thiên Không long không, lại rồi cái vụ ngồi tập tập. đó, bỏ cái vụ viết của anh đi. À anh cho anh mấy cái nội dung tập làm sao á. Đang kể khổ rồi mấy đứa này. Kỳ Ok, ghê. nhưng mà nó phải bàn giao trước là nó phải liên kết nha, là được, anh kể tiếp đi. Thì trước cũng có coi YouTube nhưng mà có hiểu mẹ gì đâu.
Chưa, đa số là tụi coi nó làm thế nào rồi để ý là làm theo thôi. Cái gì đó chạc nó làm như thế nào thì mình cũng để bút như thế nào mình để theo vậy thôi, chứ cũng không mở tiếng luôn, hầu như không mở tiếng đi. Nhưng kiểu mà anh Dịch, hồi xưa kiểu tập mạng các kiểu là vẫn đầy đủ hả anh Dịch? Phương tiện sao anh? Phương tiện. Hồi trước là anh Net ngồi tập. À cái Net ngồi tập hả? Đâu? Ghê. Những cái máy cái qua người ta có ý kiến gì không anh Dịch? Người ta có nhìn qua, người ta có chê cười anh hay là gì không? Nguyên con Net nó nhìn kiểu cái thằng này giống người ngoài hành tinh mà. Không phải người bình thường. Cái thằng Net không chơi game. Hồi xưa kiếm tiền nó khó rồi. Mà thằng nào đó Net cũng giải trí là thì cũng toàn đa số là chơi game hết mà. Má có thằng ức ơ ra nó ngồi quay cái gì, quay cả buổi, quay mấy tiếng đồng hồ. Gia đình anh Dịch có cấm cản khi mà anh Dịch chơi cái bộ môn này không anh Dịch? Chưa thì cũng có nói. Chưa nói kiểu mày cứ bỏ, mày ngồi mày làm cái gì, vinh tinh thì con, các kiểu. Ok thì con chơi này giải trí cho vui. Mình học đàng hoàng thì cũng bình thường mà đúng không anh Dịch? Ừ đúng rồi, học hành vẫn ok, vẫn lên lớp đều mà. Good, rồi. Thì trong cái câu chuyện cấm cản thì mình cũng muốn nói luôn là ngày xưa gia đình nhìn cũng kiểu mình chơi ở đây để làm cái gì vậy? Ủa để làm gì vậy ta? Thì mình mới nhận ra là có những thứ trên cuộc đời mình làm nó không nhất thiết nó phải đem lại một cái lợi ích cho cái sự nghiệp của mình. Chỉ cần có niềm vui và sở thích gì thôi. Nói chung thì mình sống trên cuộc đời thì mình cần phải có một cái gì đó nó nằm ngoài, nó không có can thiệp vô cái sự nghiệp của mình. Đó gọi là cái sở thích. Tại vì những cái mà nó liên quan tới cái sự nghiệp thì lúc nào nó cũng đem lại cái áp lực, cái căng thẳng. Và mày khi mà mày không có cái nào gọi là cái sở thích để mà mày giải tỏa nó thì cuộc đời của mày sẽ luôn sống trong cái áp lực. Cấm cản thì kiểu cũng không để ý thôi chứ cũng không có cấm. Mà nhớ ngày xưa là gọi là gì? Đầu tiên là tự ráp bút đúng không? Những anh Dẹt chắc mày cũng tự ráp đúng không? Đúng rồi, hồi xưa ráp cái cây mà cái viết chì á, lấy cái viết chì á xong rồi gắn mấy cái rip lên giống như bắt chước theo cái cây Dr. Katie á. Mà hồi xưa không biết sao con mắt tao sao mà tao nhìn tao thấy hai cây giống hệt. Tao nhìn tao thấy hai cây không có gì nó khác chứ, y chang luôn. Không có gì khác chứ. Mà cái cây của tao á, nó là cây viết chì. Hai cái đầu nó là cái mấy cái rip mà kiểu cắt rip màu á, gắn lên mà tao nhìn thấy ổn, thấy y chang người ta. Không có thấy gì khác như, như hai giọt nước phải không? Như hai giọt nước. Đúng rồi. Đó, thì đó xưa tao không một khá như vậy đâu. Xưa mà, rap mấy cái nhảm gì đâu không à. Mà xưa có cái phong trào là làm mấy cái giấy quay mà dán băng keo lên, nó dán băng keo ở trước cổng trường, nó có bán băng keo mà màu á. Đó, hình in hình đầu lâu này kia đó, quấn lên. Được vậy. Đó. Giờ là còn giữ cái thân đó mà để Sài Gòn. Nói chung là xưa chơi cũng không có bị cấm gì. Có cái thì cũng nói là làm giống như mấy thằng trên clip khó lắm con ơi. Có mày tuổi. Ai nói đỉnh vậy? Mẹ em nói vậy nói. Wow. Đó. Thì nói chung là mình cũng chơi thì cũng đều đặn thôi. Không có ảnh hưởng gì mà cũng không có, không có ai ngăn cản được. Xưa nói tiếp cái chuyện mod thì chơi được khoảng năm mấy là tập bằng mấy cây bút ngẫu nhiên kiểu gắn lại. Để tập mấy cái đơn giản là đều được hết đúng không? Ngày xưa nhớ chơi được khoảng thời gian thì kiểu bắt đầu biết tới Penguish là một cái nơi bán bút đúng không? Bán bút mod đồ. Thì cái đơn hàng đầu tiên là xin tiền má mua. Ok mày. Xong rồi má mới hỏi chứ tự nhiên cái bỏ tiền ra. Tại vì 25 mà 25 đô thì nó mới free shipping. Đúng rồi. Xong rồi cái má hỏi tự nhiên bỏ tiền ra mua bà ấy bút này chi. Lúc đó cũng không biết trả lời sao, kiểu cũng chỉ là muốn thôi. Thì đó là thời gian ban đầu, kiểu không tìm thấy ý nghĩa trong cái việc này. Cho đến bây giờ thì khi nghĩ đến bút là má hay là người trong gia đình là nghĩ đến tao. Cũng đúng, cái đó anh cũng trải qua rồi mà. Đó, thì tại vì mình thấy
cái việc nghiên cứu hay là tìm hiểu thêm thông tin về những từng cái bút rồi nó dùng để mod làm sao vân vân, rồi nó có những cái gì hay ho từ từ những cái phục cái gọi là gì những cái phần của nó đúng không, thì mình tự nhiên mình cảm thấy nó rất là thú vị, mình biết về nó cái mình có thể áp dụng trong cái sở thích của mình, cũng như là nhiều khi có người hỏi ồ mua cái bút nào viết tốt anh, thì mình cũng có đưa ra được những cái gọi là gì recommend, những cái lời khuyên nên ồ cái này viết cũng ok nè, thì mình thấy nó khá là thú vị nên là tiếp tục thôi. Cái cây mod đầu tiên tao mua là cái cây Buster CYL. Ồ, cây màu trắng luôn phải không? Trắng hết à? Trắng nhách luôn. Trắng nhách luôn. Mua của shop Lê Nguyễn Tấn Phát. Mà mua dấu chứ không phải là mua đặt, không đặt là đặt đâu, mua dấu đặt qua nhà bạn xong rồi giao rồi bạn nó báo là hàng về. Hàng về rồi người anh em đó là mua qua lấy. Cái cây đầu tiên mua là cảm thấy nó hơi nặng. Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy mà mình mua một cây viết mà nó nặng cái gì. Tại vì trước đó chơi viết chì mà, chơi viết chì mà quấn ba cái rip ghẻ mà tiếp thì tiếp nhựa. Đó, chuyển qua một cái cây mà nó tiếp đen hoàng không? Efit, tiếp efit, efit mà lúc đó như efit chì thì phải. Chết luôn mà cái efit chì khử quay là tập lạ luôn. Đó thì mua cái đó là mua cái đầu tiên mà kiểu như là mày mua thà mày không mua, mày mua rồi là mày dính. Đó bắt đầu biết order rồi á. Cái sai của tao là tao bắt đầu tao order, tao biết order kiểu mày biết mày nắm được cái quy trình đó rồi mà. Vô là mày vô bài luôn, vô kiểu thà mày không biết nghe, thà không biết nghe như nghiện vậy. Em biết rồi nha, em biết rồi. Biết rồi là không ai nào cản được mày. Đó, nghe những cái nghiện vậy đó. Cứ điều đặn Lê Nguyễn Tấn Phát. Rồi xong rồi qua shop của Jun, rồi xong rồi qua shop của Sếp. Tao thì có một cái lạ là ngày xưa không có thích mua mod người ta làm sẵn. Thì hồi đó là muốn làm cây Minwoo mod là rình kiểu coi tốt xong rồi kiếm từng phần rồi mong có gọi là có một cái mong ước là tự ghép lại làm được mod rồi các kiểu. Nó là ít khi nào mua mod người ta làm sẵn lắm. Tao thì bây giờ mua mod người ta làm sẵn. Tại vì kiểu nó tiện phải không? Tiện. Tao thấy ông Phát không làm kiểu nó chắc chắn. Cái cây mod cũng làm nó chắc. Mod ổng làm. Với lại kiểu như là đồ mà dù mà ổng làm cũng làm cho mình đi. Trong lúc làm mà nó lỡ có lỗi gì á thì ổng tự giác ổng lấy cái khác ổng gắn vô. Còn dù mà mình tự mình làm nó hư á rồi mất công mới đặt thêm cái mới về. Anh Dệt hồi xưa có kinh nghiệm bán đồ mod này kia nè. Có gì chia sẻ không anh? Thì như Nico nói đó, nếu làm hư thì mới tự giác thấy khác vô cho người ta thôi. Còn chưa kiểu nghiên cứu là thấy ừ cây này gắn cây này hợp không, cây này gắn cây này vừa không thì phải thử. Mà thử nó hư thì cũng dục thôi, đi phải đi order phần khác về tự làm lại. Hồi xưa chơi lúc mà mới bắt đầu chơi thì cái diễn đàn mà mình tham gia thì sinh hoạt như thế nào, kiểu như là tham gia rồi mình có hoạt động hay là mình đăng bài này kia nhiều không? Tại vì tao biết là diễn đàn như mày ở nước ngoài thì mày tham gia diễn đàn của Việt Nam hay là của bên nước ngoài? À ngày xưa hả, ngày xưa lúc mới bắt đầu thì có một cái cơ duyên nào đó, tại vì như tao nói là lúc đó mới qua Mỹ chưa có rành tiếng Anh, tiếng U này kia, cho nên là tìm diễn đàn tiếng Việt. Cái vô diễn đàn thấy mấy bạn post tùm lum hết kiểu bị loại á, thì cũng chia sẻ luôn là ngày xưa nó kiểu cái cấu trúc nó hơi khó hiểu, cho nên nó thiệt là nó hơi phức tạp cho cái người mới gia nhập đúng không, kiểu vô nó cứ tùm lum tà la nhìn không hiểu cái gì hết, xong rồi mò mẫm rất là một thời gian thì mới vô được mấy cái trick rồi mấy bạn bán mod này kia cũng hơn sao. Là tao nhớ rất là rõ là có một lần tao đăng lên là tao muốn mắc cười lắm ba, nghĩa là tao ở bên này nhưng mà tao đăng một cái bài post lên diễn đàn Việt Nam, tao nói là tao ở bên này thì tao mua cái đó ở đâu. Okay. Nhưng mà cơ duyên sao thì có quen một người bạn cũng mới qua Mỹ luôn, cái nhưng mà chơi trước tao là shout out Long CK hả? Long CK biết Long CK.
Là Long CK mới nhắn, mới trả lời là cái gì có gì add Yahoo rồi nói chuyện chia sẻ thêm, thì đó Long Long mới giúp kiểu cái này mày mua ở cái tiệm này ở Mỹ này kiểu kiểu vậy, rồi hướng dẫn thêm trong cái thời gian đầu đó là cực kỳ mới luôn, tức là lúc đó là mới chân ướt chân ráo vô luôn, là may sao là có người giúp chị ồ mua này ở đây cái kia, có nghĩa là có thể bắt đầu làm những cái món để mình tự tập được, và dạng là có người đi trước đó, có nghĩa là sau khi tập chung với thằng em họ thì nó bỏ thì chuyện dễ hiểu, nhưng mà hên sao lúc đó là gặp Long thì mới hướng dẫn nhiều, giống như là một người mentor vậy đó, một người mentor giúp cho mình lúc lúc Thằng anh đầu. không? Hàng anh kiểu mà đỉnh hồi trước mà mới mới vô chơi mà ổng hình như lớn mình lớn tao 1 tuổi thì phải, như 96 hay sao. Mới vô Ok. chơi mà bớt phát 20 cái đồ kiểu Ghê ghê, từ the xưa là 6 cái là thấy là đỉnh của chớp rồi đó, bắt đầu là thứ dữ rồi đó. fucking bật bật Hai chục Yahoo lên quay video phải không, bật Yahoo lên chat, ổng ngồi ổng bớt 20 cái tao nhìn nó kiểu đâu ấn anh tượng, phải. ấn Hồi tượng xưa là là có nói chuyện với Palm anh Hopo á, ông Hopo biết không? Spring Thì kia tao hỏi không ông biết boss được bao nhiêu cái, ông nói 6 cái là tao thấy là thứ dữ rồi đó, kiểu ngoài không phải là một người bình thường rồi đó. Quyền năng kiểu yeah. cỡ thần quỷ diệt này kia, Xưa còn chưa biết boss tao nhìn nó tao choáng kiểu ngợp như hơn. nó hất là tao coi cái tôi chậm á mà tao thấy nó Đó là mới hất. mới không mới thiệt mới luôn mới lúc mới này nó nói hất, chuyện nó tôi chậm á mà tao không hiểu là làm sao mà nó kiểu cái viết thay vì mày cho nó dính lên tay mày, bây giờ nó hất lên mà nó gớt lại cái vị không trí đụng đó, gì hết không đụng, không có đụng cái gì hết. nó liên quan đến thời gian đầu chơi tao cũng không nhớ cái trick tao ấn tượng mà cái gì, mặc dù ông Long Long boss rất là đỉnh nhưng mà tao nhớ cái trick đầu tiên mà khiến tao kiểu nản ý cái gì đang xảy ra vậy ấy, là hình như là cái background tự nhiên không Bánh hiểu hiểu hả? hiểu cái lực nó lấy từ đâu, tao À, coi cái thuốc này không, lúc đó là coi X1 thôi đó, xong rồi kiểu à, ủa làm sao ủa mà phức cái thằng này nó quay cái góc cái video tao coi tao không nhớ là của ai, nhưng mà lúc lúc đó là cũng quay được sơ sơ mấy cái fast pass này nọ rồi, nhưng vậy mà tự nhiên thấy cái trick đó bắt đầu học cái coi cái đó chắc cũng phải cả ngàn lần. Thì kiểu thấy nó kiểu sâu quá, kiểu có nhiều cái sau này mình mới nhận ra là hóa ra là nó như vậy, nên thích đến giờ vẫn thích. Giờ có trick nào ấn tượng không đây ban pin anh? hồi hồi trước anh không hiểu, ủa nói sao nó quay tiếp được ta, anh còn suy nghĩ mà coi hồi trước coi của Bim à? phim đúng Bim. rồi, anh ngồi suy nghĩ nó làm sao nó quay được ta, nó lấy cũng giống như AK vậy, không biết nó lấy lực từ đâu ra để nó quay được luôn, tại vì gấp xuống kiểu gấp Mà gấp nó vậy kỳ diệu vãi mà mình làm một cái chưa được mà mình coi thằng Tim nó làm tới 300 mấy cái rồi. Nói, thôi mấy sao ngang đây chắc mấy, lúc đó là cũng suy nghĩ là không biết chừng nào bằng được nó rồi đó. đạn. Thì gia cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video mới này của Team DNA ha, thì cái này sẽ đăng trên kênh của Neko, các bạn có Không, thể cái đó đến mọi xem người những biết rồi, cái đó video. mọi người coi trên kênh của Ô tao vậy mà. hả, thôi vậy thôi đi nha. Nó coi Không hết vậy tiếng thì máy mày mới giới biến thiệu cái đó. biến chuyển đi, mình phải biến chuyển. Nó coi Thực ra là cái này sẽ đăng trên kênh của anh Dẹp cho mọi người. tiếng Nhưng mà thì cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi và hy vọng là tập sau có những cái chủ đề hay để mình nói, giống như là những chủ đề mình nói ngày hôm nay, có thể mình nói thêm vào những cái tập sau. Ok, thì cái nội dung đầu tiên thì nó sẽ có nhiều những cái thiếu sót. Nếu mà có đóng góp gì thì mọi người để lại comment ở bên dưới. Cũng như là có những cái câu hỏi hay là những cái chủ đề muốn tụi mình chia sẻ thì các bạn có thể gợi ý cho tụi mình để tụi mình làm vào những cái tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video của tụi mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Nếu thấy hay, nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.